về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với khóa học. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của chương tích vô hướng giữa hai vector. Thì bài cuối cùng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang các hệ thức trong tam giác. Thì ở cấp 2 chúng ta đã cùng tìm hiểu là các hệ thức lượng trong tam giác vuông rồi đúng không? Thì cái bài này ở đây là các hệ thức trong một tam giác, và tam giác này có thể là một tam giác bình thường. Thì chúng ta sẽ cùng tìm xem là ở đây có những công thức nào chúng ta cần nhớ nhá. Thì về phần lý thuyết cần nhớ, các em hãy nhớ cho cô rằng là đầu tiên đấy chính là chúng ta có định lý hàm số cốt. Thì định lý hàm số cốt này nó sẽ theo chúng ta lên đến tận lớp 12 luôn. Chúng ta sẽ sử dụng rất rất nhiều cho các bài toán tính toán. Thì công thức định lý hàm số cốt này của cô sẽ có công thức đấy chính là bình phương của một cạnh sẽ bằng là tổng bình phương hai cạnh còn lại trừ đi tích hai cạnh đó nhân với cả cốt góc xen giữa nhá. Cô có thể lấy cho các em một cái ví dụ như sau. Rồi chúng ta có một cái ví dụ. Bây giờ giả sử đây, cô sẽ lấy một cái tam giác ABC ở đây để cho các bạn dễ hiểu hơn và dễ nhớ công thức này hơn. Nếu cô có công thức tam giác ABC thì bây giờ cô sẽ đi áp dụng định lý hàm số cốt để đi tính cạnh AB nhá. Thì AB bình của cô ở đây sẽ bằng này, tổng bình phương hai cạnh còn lại đấy chính là AC bình cộng với CB bình trừ đi tích hai cạnh đó, đấy chính là hai lần AC nhân BC và nhân với cốt góc xen giữa. Thì các em nhớ cô rằng này, cốt góc xen giữa ở đây chính là góc xen giữa giữa hai cái cạnh, đấy chính là AC và CB, đấy chính là góc C, đúng không nào? Như vậy thì đây chính là cốt góc C nhá. Đấy, và tương tự như vậy, nếu đây là cạnh AC bình đúng không? Thì chúng ta sẽ có được là AB bình cộng BC bình trừ 2 lần AB nhân BC và nhân với cốt góc xen giữa ở đây, giữa hai cạnh này đấy chính là góc B. Đó, ok. Thì đấy là cái cách để áp dụng định lý hàm số cốt trong cái dạng toán này. Tiếp theo đó chính là có định lý hàm số cốt rồi, sẽ có định lý hàm số sin, đúng không nào? Thì định lý hàm số sin ở đây thì nó sẽ liên quan đến bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Thì cô có A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C và bằng 2 lần R lớn. Thì cách để dễ nhớ ở đây đó chính là gì? Đó chính là ở đây nếu một cạnh thì sẽ là trên sin của cái góc đối diện với cạnh đó. Nếu ở đây cô giả sử là cạnh BC đúng không? Thì sẽ là trên cho sin của đối diện của nó là góc sin góc A, đúng không nào? Bằng AB thì sẽ là trên cho sin của góc C. Và tương tự như vậy, bằng AC thì sẽ trên cho sin của góc B. Đó, và tất cả ba cái đó thì sẽ là bằng là hai lần R lớn nhá. Ok, thì đó là hai định lý hàm số cốt và định lý hàm số sin. Tiếp tục sang đến phần tiếp theo. Là phần số 3 là chúng ta sẽ liên quan đến các cái công thức tính diện tích. Thì từ lớp dưới đến tận bây giờ đúng không? Thì chúng ta đã nắm được những công thức diện tích nào rồi nhỉ? Hình như chúng ta mới học có một công thức diện tích thôi. Đấy chính là 1 phần 2 chiều cao nhân với cả cạnh đáy đúng không? Thế nhưng bây giờ lên lớp 10 rồi, chúng ta người lớn rồi, chúng ta sẽ có thêm tất cả ở đây là một công thức nữa này, hai công thức nữa này, ba công thức nữa và bốn công thức nữa. Từ đó chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 công thức tính diện tích của tam giác nhá. Rồi, công thức đầu tiên thì không thể nào không kể đến, đấy chính là công thức mà chúng ta đã học ở lớp dưới, đúng không? Diện tích của một tam giác sẽ bằng là 1 phần 2 tích của chiều cao nhân với cả cạnh đáy tương ứng. Ok, đây chúng ta có công thức này rồi, quá là quen luôn, đúng không? Bây giờ sang đến công thức số 2, thì công thức số 2 này sẽ liên quan đến sin. Tức là khi nào chúng ta áp dụng công thức này là khi đề bài cho chúng ta là một góc với cả hai cạnh của xen giữa, hai cạnh ở hai bên góc đó đó, thì chúng ta sẽ áp dụng công thức này cho cô. Và công thức này sẽ được tính đấy chính là 1 phần 2 BC nhân sin A. Tương tự như vậy là 1 phần 2 CA nhân sin B. Và tương tự ở đây là 1 phần 2 AB nhân sin C. Thì chúng ta lại lấy ví dụ ở trong một cái tam giác này nhá, với các cạnh cụ thể xem sao. Thì với tam giác này, cô sẽ có được là nếu giả sử cô có góc C, đúng không nào? Thì cô sẽ có diện tích của tam giác ABC sẽ được tính bằng công thức, đấy chính là 1 phần 2, ở đây sẽ là AC nhân BC nhân với sin góc C. Đấy, được chưa nhỉ? Đó, thì đấy là cách áp dụng công thức số 2 vào trong tam giác. Thế còn công thức số 3 thì sao? Công thức số 3 ở đây chúng ta có công thức là
Diện tích của tam giác sẽ bằng tích ba cạnh trên cho 4 lần bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy, đường tròn ngoại tiếp của tam giác nhá. Đây, tích ba cạnh trên 4 lần đường tròn ngoại tiếp. Ok. À, rồi và sang đến công thức thứ tư. Công thức tư ở đây nó có một tên gọi rất là rất là dễ nhớ đâu. Với cô nó dễ nhớ, còn các em thử xem có nhớ không nhá. Đó là hay gọi công thức tính diện tích này là công thức tính Heron. Đó, thì lên lớp lớn ấy chúng ta cũng áp dụng rất là nhiều công thức này để tính toán cái diện tích tam giác. Thì khi nào chúng ta áp dụng công thức này? Thì khi đó thì đề bài cho chúng ta ba cạnh thôi, chỉ duy nhất là ba cạnh thôi. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức Heron để tính diện tích cho cô nhá. Và công thức Heron này thì nó hơi dài một tí, nhìn nó rất là dài, nhưng mà để mà thuộc nó ấy, thì không khó, rất là dễ nhớ thôi. Đấy chính là căn bậc 2 của P nhân với P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Đó, thì trong đó ABC ở đây thì là ba cạnh của tam giác, đúng không? Và P ở đây thì là gì nào? P thì ở lớp 1, lớp dưới ấy, chúng ta học ở chu vi, đúng không? Nhưng mà P nhỏ ở đây, các em lưu ý cho cô nhá, P nhỏ ở đây là nửa chu vi. Được chưa nào? Đây, cô đã mở ngoặc ở đây. P nhỏ ở đây là nửa chu vi, tức là A cộng B cộng C tất cả chia 2. Được chưa nào? Rồi, ok. Vậy thì đây là công thức tính diện tích tam giác bằng Heron. À, đến với công thức cuối cùng. Công thức này thì nói chung là nó ít dùng. À, có thể lên lớp 12 ấy, các bạn có thể áp dụng công thức này vào trong một số bài toán khó. Khi mà ta cho những dữ kiện đấy thì các em bắt buộc phải áp dụng thôi. Còn đâu thì nó sẽ ít dùng trong những bài toán về sau này. À, đấy chính là công thức là diện tích của tam giác thì bằng là P nhân với R nhỏ. Thì R nhỏ ở đây là bán kính đường tròn nội tiếp đáy, nội tiếp của tam giác nhá. Còn R lớn là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Được chưa nào? Ok. Đấy, thế như vậy thì ở đây thì từ đó thì cô sẽ dẫn đến đấy chính là công thức là P trừ A nhân với ở đây là R của A. Đó, và tương tự như vậy các công thức còn lại cũng thế. Và với P ở đây thì vẫn là nửa chu vi nhá. Sau đấy phần thứ tư đó chính là công thức tính độ dài đường trung tuyến. Thì phần này nó hơi nhiều công thức một tí, các em cố gắng là ghi nhớ nhá. Vì bài này ấy, thì chỉ chúng ta thuộc công thức là chúng ta sẽ có thể dễ dàng áp dụng được thôi, không hề khó chút nào đâu nhá. Ok, thì với công thức độ dài đường trung tuyến cũng hơi khó nhớ. Đấy chính là độ dài trung tuyến bắt đầu từ cạnh đến cạnh A này xuống cạnh A thì sẽ bằng là tích hai lần ở đây tổng bình phương hai cạnh còn lại đó trừ đi cái cạnh A bình và tất cả trên là 4. Nó có vẻ hơi khó nhớ một tí đúng không? Hơi khó nhớ một tí ạ. Đấy, bây giờ cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem nhá. Rồi đây mình sẽ lấy ví dụ lên trên này. Đây mình sẽ nhìn vào trong cái tam giác này cho cô nhá. Và bây giờ giả sử cô lấy M là trung điểm của BC đi. Đó, bây giờ đây là đường trung tuyến AM đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức đường trung tuyến để chúng ta đi tính AM. Thì chúng ta sẽ có công thức ở đây là AM bình này sẽ bằng này hai lần ở đây là tổng bình phương hai cạnh hai bên của nó là AB bình cộng với AC bình. Đó, sau đó trừ đi cái cạnh mà đường trung tuyến nó hạ xuống của nó là BC bình. Và tất cả các em chia cho 4 thôi cô. Đó, tất cả các em chia cho 4 thôi cô. Thì đây chính là cái công thức để chúng ta đi tính đường trung tuyến AM nhá. Và công thức này thì chúng ta có thể áp dụng trong tất cả các bài toán, tất cả các loại tam giác, không những là tam giác vuông hoặc đều đâu, mà tam giác thường chúng ta cũng có thể áp dụng được em nhá. Rồi, như vậy thì đấy là 4 phần công thức của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến phần bài tập áp dụng để thử xem là chúng ta vận dụng cái công thức đó vào trong bài tập như thế nào nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang ví dụ đầu tiên. Thì ví dụ đầu tiên cô đưa đến cho các em đó chính là cho tam giác ABC với góc A là bằng 60 độ, AB là bằng 8, AB bằng 6 và AC bằng 8. Và đề bài yêu cầu ở đây chúng ta đi tính các cái yếu tố đấy chính là chiều cao H, H của đối từ với cạnh A này, bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tính thử nhá. Nào, bây giờ cô có một cái tam giác ABC như sau. Rồi chúng ta có ABC ở đây. Biết rằng góc A ở đây là bằng 60 độ này. AB của cô là bằng 6, AC là bằng 8, đúng không? Như vậy thì đề bài yêu cầu chúng ta là đi tính chiều cao tương ứng với cả cạnh A.
Thì ở đây cạnh A của chúng ta là cạnh đối diện ở góc A đúng không nào? Vậy thằng này nó chính là cạnh A đây. Đấy, vậy nếu tính được chiều cao từ hạ từ cạnh A xuống thì đây là cô sẽ hạ được chiều cao xuống đây. Và cái cạnh đó ở đây chính là cạnh AH đúng không nào các em? Đấy, ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ là đi tính AH nhá. Và để đi tính được AH thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đến chúng ta công thức là đi tính diện tích của tam giác ABC. Vậy thì sau khi tính được diện tích của tam giác ABC rồi, chúng ta sẽ có diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1/2 AH nhân với cả cạnh BC, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải tìm được hai yếu tố trong bài toán này cho cô. Một, đấy chính là đi tìm diện tích của tam giác ABC. Và hai, đó chính là đi tính được cạnh BC, đúng không? Thì từ đó thì chúng ta mới có thể suy ra được là cạnh AH là bằng bao nhiêu nhá. Ok, vậy thì bước đầu tiên này, cô sẽ sử dụng là theo định lý hàm số cos đúng không? Theo định lý hàm số cos. Cô sẽ tính được cạnh BC nhá. BC. Thì ở đây theo công thức thì cô có được cả BC bình của cô sẽ bằng là AB bình cộng với AC bình trừ đi 2 lần AB nhân AC nhân với cos góc xen giữa ở đây là cos của góc A. Đúng không? Và trong tất cả các yếu tố này thì cô đã biết hết rồi. Thì bây giờ cô chỉ việc thay vào thôi. AB của cô thì là 6 bình này, cộng với AC sẽ là 8 bình này, trừ đi 2 lần 6 nhân 8, đúng không? Nhân với cos góc xen giữa ở đây là cos của 60 độ. Ok, và bây giờ mình thử ấn máy tính xem là ra kết quả là bằng bao nhiêu nhá. Thì chúng ta có ở đây là 6 bình này, cộng 8 bình này, trừ đi 2 nhân 6 nhân 8 này, nhân với cos của 60 độ này. Các em nhớ là khi ấn cos của 60 độ ấy thì máy tính của chúng ta phải chuyển về chữ D thì nó mới ra đẹp được, còn không là chúng ta sẽ ra rất là lẻ đấy, ra rất là xấu và nó sai kết quả luôn. Thì để chuyển về chữ D các em hãy ấn cho cô đấy chính là ấn Shift 1 3. Cái này thì ở video trước cô đã hướng dẫn rồi đúng không? Rồi thì nó ra ở đây là 52. 52. Đó. Vậy từ đấy thì chúng ta sẽ căn bậc 2 lên để ra được BC. Thì BC ở đây của cô sẽ là căn của 52. Căn của answer có được ở đây là 2 căn 13. Ok, vậy thì bước đầu tiên là chúng ta đã tính được ra cái cạnh BC rồi, là 2 căn 13 đúng không? Ở bước 2 thì chúng ta sẽ áp dụng để đi tính cho cô diện tích của tam giác ABC. Nào bây giờ thử nghĩ xem nào. Để mà tính được diện tích thì chúng ta bao gồm có các công thức này. Đầu tiên là Heron này, đúng không? Thứ hai chính là gì nhỉ? Đầu tiên là nghĩ đến diện tích của tam giác là có chiều cao đã. Nhưng mà chiều cao bây giờ đang cần tìm, đang cần để áp dụng mà, vậy không thể sử dụng được, đúng không? Cái thứ hai là định lý gì nhỉ? Sin, góc sin, đúng không các em? Như đây có góc rồi, có hai cạnh rồi, có thể sử dụng được công thức đấy. Bây giờ chúng ta áp dụng nào. Thì cô sẽ nhắc lại công thức đấy cho các em. Công thức này chúng ta lại có được là công thức tính diện tích của tam giác, đúng không? S của ABC chúng ta sẽ tính được bằng công thức, đấy chính là bằng 1/2 AB nhân với AC nhân với sin góc xen giữa và sin của góc A. Đó, ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ điền giá trị này vào là 1/2 6 nhân 8 nhân với cả sin ở đây là sin của 60 độ. Ok. Bây giờ mình sẽ ấn máy thử nhá. 1/2 nhân 6 nhân 8 này nhân với sin của 60 này. Ok. Cô sẽ có ở đây là 12 căn 3. Rồi, như vậy thì cái phần diện tích ở đây có tìm ra được đấy chính là 12 căn 3. Diện tích này là 12 căn 3. Đúng không? BC ở đây là 2 căn 13. Rồi, ok. Đến đây thì chúng ta lại thấy là mà S của ABC đúng không? Thì lại bằng là 1/2 chiều cao ở đây hạ từ A xuống là AH nhân với cạnh đáy ở đây là BC. Đấy, thế nên chính vì thế từ đấy chúng ta sẽ có được luôn cạnh AH ở đây của chúng ta sẽ được tính bằng công thức các em lấy diện tích chia cho 1/2 nhân với cả BC nhá, thì chúng ta sẽ có là diện tích của ABC chia cho 1/2 nhân với cả BC. Nào bây giờ chúng ta sẽ thay số vào và tính ra xem bằng bao nhiêu nào. Thì ở diện tích thì chúng ta vừa tính ra là 12 căn 3 rồi đúng không các em? Trên cho này 1/2 nhân với BC. BC đây, chúng ta tìm ra là 2 căn 13 rồi. Rồi, mình xem giờ bằng bao nhiêu nhá. Chúng ta có là 12 căn 3 chia cho
1/2 nhân với 2 căn 13. Rồi chúng ta tìm ra ở đây là 12 căn 39 phần 13. Đó, ok, số hơi to một tí. Nó thôi kệ nó thôi. Thế này là quá đẹp rồi nhá. Nghe đẹp rồi. Ok, như vậy xong được ở AH rồi. Nào bây giờ đi đến cái phần R lớn nào. R lớn. Thì chúng ta thì nhớ lại xem nào. Bây giờ chúng ta có công thức gì liên quan đến R lớn không các em? Công thức gì liên quan đến R lớn không nhỉ? Các em có nhớ là cái phần 2 mà cô có nhắc đến đấy chính là định lý hàm số sin ấy, đúng không? Định lý của hàm số sin. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có tương đương với cả là nếu bây giờ cô có một cạnh trên cho một góc sin của một góc, đúng không? Thì sẽ bằng 2R lớn luôn. Mà ở đây cô chỉ có mỗi một góc thôi, là góc A. Như vậy thì cái cạnh đấy bắt buộc sẽ phải là cạnh BC, là cạnh đối của nó. Như vậy thì cô có được cả BC trên cho sin của A. Đó, thì sẽ bằng 2R lớn. Được chưa nào? Và từ đây thì chúng ta sẽ có suy ra. Ở đây là 2R lớn của cô sẽ bằng. Nào, BC chúng ta thay số vào. BC ở đây của cô là 2 căn 13 đúng không? Trên cho sin gốc A là sin của 60 độ. Mình nhấn xem bằng bao nhiêu nhá. 2 căn 13 trên cho sin của 60. Rồi, cô có ở đây là bằng 4 căn 39 phần 3. Đó. Và từ đây chúng ta chia hai nốt ra thôi. Thì R trong bài này của cô ở đây sẽ là 2 căn 39 phần 3. Đấy, ok, xong. Rồi, như vậy thì còn lại một yếu tố nữa thôi. Đấy chính là bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ. Nào, bây giờ mình lại nghĩ xem nào. Là với công thức của R nhỏ, chúng ta có công thức là gì đây? R lớn rồi, sau đấy R nhỏ. Thì nó sẽ có liên quan đến là công thức diện tích. Thì mình có là diện tích ở đây sẽ bằng là P nhân với cả R nhỏ, đúng không? Nhưng mà ở đây P là nửa chu vi. Thế như vậy thì từ đấy chúng ta sẽ có là suy ra R nhỏ ở đây của chúng ta sẽ là S trên P. Rồi, mình sẽ có S ở đây. Vừa đấy mình tính ra là 12 căn 3 rồi này các em này. Đúng chưa? Trên cho 12 căn 3 trên cho nửa chu vi. Thì bây giờ nửa chu vi chúng ta là có tích 3 cạnh rồi. Cộng lại chia 2 thôi. Tức là 6 này, cộng 8 này, cộng với cạnh BC đúng không các em? Là 2 căn 13. Và tất cả chia 2. Đó, ok. Nhớ là nửa chu vi nhá. Vậy thì chúng ta có 12 căn 3 trên cho 6 cộng 8 cộng 2 căn 13 trên 2. Ok. Số nó ra hơi xấu một tí. Nó ra ở đây sẽ là bằng trừ căn 39 cộng với 7 căn 3 phần 3. Đó, ok. Như vậy thì từ đấy chúng ta đã hoàn thành xong được bài tập số 1. Rồi, tiếp tục sang đến câu hỏi số 2. Thì chủ yếu những câu hỏi này là chúng ta có thể áp dụng công thức vào để làm thôi. Như vậy thì chốt lại một câu là gì? Các em chỉ cần thuộc được công thức là các em có thể làm được những bài toán này rồi. Thì chúng ta có đề bài ở câu hỏi số 2 như sau. Cho tam giác ABC với 3 cạnh ở đây là 19, 15 và 6. Đề bài ở đây cũng yêu cầu chúng ta là đi tính 3 yếu tố như bài trên. Đấy chính là chiều cao hạ xuống cạnh A, đúng không? Và R lớn, R nhỏ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vẽ hình nhá và mình làm thử câu này. Vẽ hình, chúng ta vẽ tam giác ABC như sau. Tam giác ABC. Rồi thì bây giờ ở đây người ta yêu cầu cho ba cạnh AB, B nhỏ, C nhỏ. Thì các em nhìn thấy này, A nhỏ sẽ là đối của góc A. Thì chúng ta có A nhỏ đây. Cô có A nhỏ là bằng 19 đúng không? A nhỏ bằng 19 này. Rồi tiếp tục B nhỏ ở đây sẽ là bằng 15. C nhỏ là bằng 6. Rồi, ok. Thì tính chiều cao hạ xuống cạnh A này. Như vậy đây chiều cao hạ xuống đây. Đây là thằng hè, thằng HA, đúng không? Ok. Vậy thì giống như bài trên ấy, thì có phải là chúng ta để tính được HA ấy, thì các em có thể là phải đi tính là gì nhỉ? Diện tích của tam giác ABC. Thế sau đó thì chúng ta có công thức là diện tích sẽ bằng 1/2 HA nhân với cả cạnh A không? Đấy, vậy bây giờ chúng ta phải đi tính diện tích nhá. Thì để đi tính diện tích mà khi biết ba cạnh đúng không? Không có một cái góc nào cả, chưa biết một góc nào cả luôn. Vậy thì nghĩ ngay đến công thức là công thức Heron nhá. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ áp dụng Heron nào. Thì trước tiên là cô sẽ nhắc lại cho các em về công thức Heron nhá. Nào, nhắc lại về công thức Heron.
Thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút để nhớ lại công thức. Thì áp dụng ở đây công thức Heron. Mình có ở đây S sẽ bằng là căn bậc 2 của P nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C. Đấy, trong đó P ở đây là nửa chu vi đúng không? Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính P trước. P ở đây của mình sẽ là A cộng B cộng C tất cả chia cho 2. Ok, vậy thì A ở đây của cô là 19 này, B ở đây của cô là 15 này, và C ở đây của cô là 6 này, tất cả chia cho 2. Nào xem bằng bao nhiêu nhá. Thì chúng ta có ở đây là 19 cộng 15 cộng 16 tất cả chia 2. Rồi, cô ra đây là 20. Xong. Thế sau đó thì chúng ta sẽ có ở đây áp dụng vào từ đấy suy ra diện tích thôi. Thì S ở đây của chúng ta sẽ là bằng căn bậc 2 của rồi, P ở đây là 20 này nhân với 20 trừ đi A là trừ đi 19 nhân với 20 trừ đi 15 và nhân với 20 trừ đi 6. Ok, rồi bây giờ đi tính ra nào. 20 nhân với 19, 20 trừ 1 là nhân với 1 này, nhân với 5 nhân với ở đây là 14. Rồi chúng ta ra được ở đây là 10 căn 14 nha các em nhá. 10 căn 14. Và sau khi ra được diện tích rồi thì bây giờ mình sẽ có được là mà ở đây cái diện tích của tam giác ấy thì nó lại còn là bằng là 1/2 ở đây cạnh A nhân với chiều cao tương ứng với cả cạnh A nữa. Vậy thì từ đó chúng ta có tìm được cạnh chiều cao luôn, sẽ là diện tích là 14, 10 căn 14 này, 10 căn 14 chia cho 1/2 ở đây nhân với cả cạnh A, và cạnh A thì bà cho là 19. Rồi em tính ra xem bằng bao nhiêu nhá. Ở đây cô sẽ có là 0,5 nhân 19 này. Rồi, 20 căn 14 phần 19. 20 căn 14 phần 19. Đấy, ok. Vậy xong một cái này. Xong được chiều cao rồi đúng không? Vậy là tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cả cái thằng là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Được không nào? Thì nhắc lại công thức một chút về bán kính đường tròn ngoại tiếp ấy. Thì chúng ta có công thức là S ở đây sẽ bằng là tích ba cạnh ABC trên cho 4 lần R lớn. Thì R lớn ở đây chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp nhá. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng dựa vào công thức này, áp dụng ra đi tìm được R lớn này. Thì từ đó thì chúng ta lại có luôn R lớn ở đây của mình sẽ là tích ba cạnh ABC chia cho, ở đây sẽ là 4 lần diện tích, đúng không các em? Và bây giờ mình sẽ áp dụng vào. Thì tích ba cạnh của cô sẽ là 19 nhân với 15 nhân với 6 trên là 4 lần diện tích. Thì ở trên chúng ta đã tìm ra được diện tích của tam giác này rồi. Diện tích của tam giác này ở đây là 10 căn 14, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thay vào đây. S ở đây sẽ là 10 căn 14. Rồi, mình lại tính ra tiếp. 19 nhân 15 nhân 6 trên cho 4 nhân 10 nhân căn 14. Ok. Ui, nó ra số hơi xấu một tí nhá. Nó ra số hơi xấu một tẹo. Thế thì các em ấn bỏ đi cho cô cái căn 14 nhá. Thì chúng ta sẽ tính ra ở đây sẽ là 171 trên cho 4 căn 14. Được chưa nhỉ? Ok. Đấy. Rồi, thế còn lại một cái yếu tố cuối cùng. Đấy chính là cái thằng bán kính đường tròn nội tiếp. Thì với bán kính đường tròn nội tiếp thì chúng ta lại áp dụng công thức. Đấy chính là S bằng là S ở đây sẽ là P nhân với cả R nhỏ. Đúng không? Thì từ đấy thì R nhỏ ở đây của cô sẽ là S trên cho P. Nào bây giờ mình xem S trên P là bằng bao nhiêu. Thì S của chúng ta thì vẫn là 10 căn 14 này, đúng không? Trên P, P ở đây mình tính ra rồi là 20. Vậy từ đấy rút gọn đi nó sẽ là căn 14 trên 2 nhá. Đấy, thì các em có thể rút gọn nữa được không? 14 trên 2 sẽ xem là bằng gì nào. Thế nó sẽ không, nó không rút gọn được nữa rồi. Hết rồi. Đấy, vậy chúng ta dừng lại ở đấy thôi. Rồi, ok, như vậy từ đây chúng ta đã tìm ra đủ 3 yếu tố: chiều cao này, bán kính ngoại tiếp này, bán kính nội tiếp này của tam giác. Xong nhá. Rồi, tiếp tục sang này câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 này cô cho các em một bài. Ở đây tiếp tục là cho tam giác ABC thôi. Cho hai cạnh AB, AC và góc xen giữa là góc A. Ở đây bài đầu tiên, câu A, đề bài yêu cầu đi tính cạnh còn lại này, đi tính diện tích
đó, và độ dài đường cao của tam giác. Ok, có vẻ khá là quen rồi đúng không? Chúng ta làm hai bài rồi. Như vậy thì câu này chúng ta sẽ làm rất là nhanh thôi. À, các bạn có thể dừng video lại để chúng ta làm thử trước xem là chúng ta có ra đáp án giống cô không nhá. Nào, bây giờ mình sẽ cùng đi vẽ hình nào. Đây, cô có tam giác ABC. A, B, C. Rồi, mình có AB ở đây cạnh là 6 đây. 6, AC là 10. Rồi, góc A ở đây là 120 độ. Đầu tiên, đi tính là cạnh BC đúng không nào? Rồi, vậy để đi tính cạnh BC, chúng ta sẽ áp dụng công thức của hệ công thức định lý âm số cốt. Thì ở đây mình sẽ có nhắc lại cho các em công thức định lý âm số cốt như sau. Chúng ta có BC bình ở đây của cô sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại là AB bình cộng AC bình trừ đi 2 lần AB nhân AC nhân với cốt góc xen giữa là góc A. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ thay số vào nhá. Thì bây giờ thay số vào cô sẽ có như sau. Cô có AB bình là 6 bình này cộng AC bình là 10 bình này trừ đi 2 nhân 6 nhân với 10 nhân với cốt của 120 độ. Rồi, bây giờ mình tính ra xem bằng bao nhiêu nào. 6 bình cộng với 10 bình trừ 2 nhân 10 nhân 6 nhân với cốt của 120. Ok, chúng ta ra được ở đây là 169 nhá, 169. À, 196. Đấy, như vậy thì nếu mà nó là 196 thì dễ rồi. Chúng ta sẽ có luôn là BC ở đây của mình sẽ tìm ra luôn là bằng 14. Đúng không nào các em? Đó, căn của 196 chúng ta sẽ có luôn là 14. Rồi, vậy xong yếu tố đầu tiên, xong được BC. Đấy. Tiếp tục yếu tố thứ hai này là đi tìm diện tích của tam giác đúng không nào? Thì diện tích của tam giác ở đây thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cách lắm. Các em có thể sử dụng hero cũng được này. Hero là chúng ta biết ba cạnh rồi, biết AB này, biết AC này, BC thì vừa tính ra này. Đúng không? Hero cũng được. Ngoài ra có thể sử dụng cái công thức có yếu tố sin. Đấy chính là 1 phần 2 AB nhân AC nhân với cả sin 120 độ, đúng không? Và mình sử dụng sin đi cho nó ngắn gọn nhá. Nào bây giờ sử dụng sin nào trong tam giác này. À, cô có được là diện tích của ABC. Công thức sẽ là bằng 1 phần 2 nhân với AB nhân AC và nhân với sin góc xen giữa là sin góc A. Ok, nào bây giờ mình sẽ thay số áp dụng vào. Cô có được là 1 phần 2 AB của cô là 6 nhân AC là 10 nhân với sin góc xen giữa là 120 độ. Rồi, mình thử tính ra xem bằng bao nhiêu nhá. 1 phần 2 nhân 6 nhân với 10 nhân với cả sin góc 120. Ok, nó ra ở đây là 15 căn 3. Đấy, rồi. Vậy từ đó đây chúng ta đã hoàn thành xong được cái phần diện tính diện tích nhá. Rồi, ngoài ra các bạn có thể sử dụng hero cũng được nhá. Hero nó dài hơn thôi. Ok, vậy còn yếu tố cuối cùng là chiều cao của đường cao AH. Vậy thì bây giờ mình tưởng tượng chiều cao AH này có diện tích rồi, đúng không? Có cạnh BC rồi. Vậy thì rất là dễ rồi. Không còn gì băn khoăn nữa, áp dụng luôn công thức mà chúng ta rất là quen. Đấy chính là diện tích của ABC sẽ bằng 1 phần 2 AH nhân với BC. Đấy, ok. Vậy thì ở đây cô sẽ có luôn là bằng, từ đấy suy ra mình sẽ có được là AH ở đây của cô sẽ bằng, rồi cô thay số vào luôn nhá, AH đây sẽ bằng diện tích của ABC này, diện tích ABC mình vừa tính được là 15 căn 3 đúng không, chia cho 1 phần 2 nhân với cả cạnh BC, mà cạnh BC ở trên thì chúng ta tìm ra là 14, chúng ta nhân với cả 14 đó cô. Rồi mình tính ra xem bằng bao nhiêu nhá. 15 căn 3 trên cho 1 phần 2 nhân 14. Rồi chúng ta tính ra ở đây sẽ là 15 căn 3 phần 7. Đấy, thì đây chính là chiều cao chúng ta cần phải tìm này. Rồi như vậy thì câu A ở đây chúng ta đã hoàn thành xong rồi, đúng không? Câu A thì bài yêu cầu đi tính ba yếu tố BC này, diện tích này và độ dài đường cao, hoàn thành xong rồi. Bây giờ sang đến câu B nhá. Câu B thì ấy khá là mới lạ ở chúng ta đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh làm thử xem sao. Gọi Y là một điểm nằm trong tam giác ABC. E, FK lần lượt là hình chiếu vuông góc của Y lên ba cạnh của tam giác.
và tính cái tích này. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ thử nào. Bây giờ chúng ta lấy thử một cái điểm y bất kỳ đi, tùy các em vào đây lấy bất kỳ thôi. Các con lấy bất kỳ ở đây, thằng này thằng y đi. Đấy, thì bây giờ trong đề bài có là E là hình chiếu lên AB đúng không? Vậy mình sẽ kẻ IE vuông góc với AB. Rồi tiếp tục F là hình chiếu lên AC. Như vậy IF là hình chiếu lên AC. Tiếp tục K là hình chiếu lên BC. Đó, cô có K hình chiếu lên BC. Ok. Vậy bây giờ đề bài yêu cầu là chúng ta đi tính cái tích là IE nhân AB, IE nhân AB cộng với IF nhân AC và cộng với IK nhân BC. Đó. Thế bây giờ các bạn mình thử nghĩ xem, nếu mà đi tính cái tích này đúng không? Thì đầu tiên là ba cạnh AB, AC, BC là chúng ta tính được rồi. Đúng không nào? Thế nhưng mà thì để tính thì chúng ta có thể là đi tính A, IE, IF, IK. Thì liệu rằng là chúng ta có tính được ba cạnh, ba cái cạnh này không? Thì các em thử nghĩ xem nào, IE, IF, IK. Thì khả năng là hơi khó đúng không? Khả năng là hơi khó. Tại vì thứ nhất là điểm Y ở đây là một điểm bất kỳ. Như vậy thì chúng ta sẽ có luôn là cái thằng IF, IE và IK. Ở đây nó sẽ di động, nó sẽ thay đổi. Thì nó không bao giờ có thể bằng một giá trị bất kỳ được, à, một giá trị cố định được. Vì Y ở đây các em gọn bất kỳ mà, đúng không? Y em dịch như đây thì cái đoạn IE lại dài hơn, đúng chưa nhỉ? Đấy, như vậy thì cái đoạn đi tính cạnh là không thể nào rồi, bất khả thi. Thế bây giờ chúng ta lại nghĩ một tí là nếu như cái tích là IE nhân với AB làm chúng ta liên tưởng đến cái gì? Thì IE nhân với AB ở đây làm chúng ta liên tưởng đến diện tích của tam giác, đúng không nào? Đấy chính là chiều cao nhân diện tích đáy, à nhân với cạnh đáy đấy. Đấy, nó thiếu 1 phần 2 ấy thôi, đã ra được diện tích của tam giác rồi. Và diện tích đấy là diện tích của tam giác AIB, đúng không? Đây, AIB đây. Đó, và tương tự như vậy, cái tích là IK nhân với BC cũng làm chúng ta liên tưởng đến diện tích của tam giác IBC. Đấy, và còn lại là IF nhân với AC làm chúng ta liên tưởng đến diện tích của tam giác AIC. Đấy, được chưa nhỉ? Như vậy thì từ đấy chúng ta đã nhìn ra luôn được cái cách giải của mình rồi. Ở câu B chúng ta sẽ có giải như sau. Câu B, đây là câu A nhá. Câu B này, để mà tạo ra được diện tích của ba cái tam giác là AIB, AIC và BIC thì chúng ta nhận ra một điều là diện tích của tam giác ABC chính bằng diện tích của ba cái tam giác nó cộng lại với nhau. Bạn đang mắc bé bên trong là AIB cộng diện tích của tam giác AIC và cuối cùng là cộng với diện tích của tam giác IBC. Đấy, đúng không các em? Mà từ đây thì chúng ta sẽ có luôn là bằng, nào bằng gì nhỉ? Cái thằng này sẽ là bằng 1 phần 2. Đây, thằng này sẽ là bằng 1 phần 2 AI, AIB sẽ là IE IE nhân với AB. Đó, cộng với thằng này sẽ là 1 phần 2. Còn đây sẽ là IF nhân AC cộng với 1 phần 2 ở đây là IK nhân với BC. Đó, đúng không? Nhưng bây giờ để mà vứt hết đi một cái phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2 như đây thì bây giờ bên này vẫn là diện tích của tam giác ABC nhá. Chúng ta nhét luôn số vào đi. Diện tích tam giác ở đây mình tìm ra là 15 căn 3 ở câu trên. Vậy 15 căn 3 ở đây cũng viết ra đây. Đấy, ok. Rồi, vậy để tạo ra cái tích này thì chúng ta phải làm mất đi 1 phần 2, mất đi 1 phần 2, mất đi 1 phần 2. Và để làm mất đi 1 phần 2, cô sẽ nhân 2 vào cả hai vế nhá. Vậy từ đấy mình sẽ nhân 2 vào cả hai vế. Thì nhân 2 vào đây thì cô sẽ có được là 30 căn 3 bằng IE nhân với BC, à nhân với AB, IE nhân với AB cộng với IF nhân với AC cộng với IK nhân với BC. Đấy, vậy từ đây tính được rồi, đúng không? Vậy thì cái kết quả cuối cùng của chúng ta cần tính ở đây đấy chính là 30 căn 3. Đấy, đúng không nhỉ? Cũng không khó lắm đúng không nhỉ? Đấy, các bạn thì nhìn hình một lát này các bạn chắc cũng nghĩ là các bạn cũng sẽ nghĩ ra ra thôi. Đấy, ok. Như vậy thì từ đó chúng ta đã xong được câu hỏi số 3 nhá. Rồi, sau này câu hỏi thứ 4 nhá. Câu hỏi thứ 4 đề bài cho tam giác ABC. Biết rằng sin A trên 1 bằng sin B trên căn 3 và bằng là sin C trên cho 2. Đó, đề bài rất là đơn giản thôi. Thì cho mỗi yếu tố như vậy. Nhưng mà đề bài yêu cầu là đi tính tất cả các góc trong tam giác ABC. À, có nghĩa là đề bài yêu cầu chúng ta đi tính là độ dài góc A, độ dài góc B, độ góc C, đúng không?
Rồi, thì bây giờ mình sẽ vẽ cái hình tam giác ABC ra để hình dung cho nó dễ nhá. Thì mình có tam giác ABC như sau. Rồi, tam giác ABC. Ở đây mình chả biết cạnh gì cả, như vậy mình chả ký hiệu được vào cái gì cả, đúng không? Rồi, bây giờ mình thử nghĩ xem cho cô nhá. Là nếu như chúng ta có sin A trên 1 bằng sin B trên căn 3 bằng sin C trên cho 2 thì chúng ta có được yếu tố là gì? Thì sin nghĩ đến ngay là định lý hàm số sin đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái định lý hàm số sin. Thì mình có là dựa theo định lý của hàm số sin trong tam giác thì mình sẽ có được là A trên cho sin của góc A bằng B trên cho sin của góc B thì sẽ bằng C trên cho sin của góc C. Đấy, được chưa? Vậy đây chính là công thức của định lý hàm số sin. Thế nhưng vậy mà đề bài thì lại cho chúng ta là ngược lại là sin A trên cho 1, đúng không? Sin A trên cho 1 bằng sin B trên cho căn 3 và bằng sin C trên cho 2. Đó, ok. Như vậy thì từ đây thì các em có thể thấy luôn là chúng ta có từ hai cái yếu tố này này, chúng ta có thể suy ra được đấy chính là các cái tỉ số là A trên 1 sẽ bằng là B trên cho căn 3 và bằng là C trên cho 2. Đấy, đúng không nào? Rồi, và từ những tỉ số này thì bây giờ các em hãy quy hết về một ẩn đi cho cô đi. Tức là chúng ta sẽ quy hết về ẩn A, hết về B hoặc hết về C thôi. Chúng ta chọn lựa một trong ba cái đó. Thì bây giờ cô sẽ quy hết nó hết về A nhá. Quy nó hết về A thì mình sẽ có được là B, thằng B ở đây này. Mình sẽ so sánh hai cái phương trình đầu với nhau, hai cái đầu bằng nhau. Thì các em tưởng tượng là hai cái đầu bằng nhau thì có phải nhân chéo lên ấy, là B nhân 1 sẽ bằng A nhân căn 3 không? Tức là B ở đây thì cô sẽ bằng A căn 3. Đấy, rồi, ok. Thế tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có luôn là B, C ở đây của chúng ta so sánh hai cái cuối với nhau, hai cái đầu với cuối với nhau. Thì nhân chéo lên cô sẽ có là C nhân 1 thì bằng 2 nhân A. Như vậy thì C sẽ bằng 2A. Đó, ok. Rồi, nếu bạn nào còn chưa hiểu kỹ về cái phần này ấy, chưa hiểu kỹ về phần này thì ngoài cách này ra, các em nhìn ngoài nhìn luôn được ra thế này thì các em có thể làm được cách thứ hai. Đấy là cách thứ hai là chúng ta sẽ là các em đặt cả ba cái này cùng bằng một cái hằng số K nào đấy. Được chưa nào? Cùng bằng cái hằng số K ở đấy. Thì từ đấy mình sẽ có sin A ở đây của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Là K. Sin B của mình sẽ là căn 3K. Hay còn sin C sẽ là 2K. Từ đấy các em thay lên trên này, thay lên trên này, thay lên trên này. Thì nó cũng sẽ ra được cái tỉ số này luôn. Nhớ. Đấy là cái cách để chúng ta có thể hình dung ra tại sao cô lại suy ra được như thế này. Đấy, bạn nào mà không nhìn ra luôn được thì chúng ta có thể đặt cùng ba cái là K. Và từ đấy nhân ra, giải ra. Ok, vậy thì mục đích của chúng ta tại sao lại quy về hết một ẩn là để làm thế nào? Thì bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta đi tính các góc trong tam giác đúng không các em? Các góc. Đó. Như vậy thì để tính được các góc thì chúng ta có những công thức gì để tính góc nhỉ các em nhỉ? Bây giờ chưa biết một cạnh nào cả, chỉ mới biết tỷ lệ giữa các cạnh thôi mà đi tính góc. Thì góc chúng ta có hai công thức, một là định lý hàm số sin, hai là định lý hàm số cos. Mà trong đấy thì định lý hàm số sin chúng ta đã áp dụng ở trên rồi, đúng không? Đề bài đã cho rồi. Vậy thì chỉ còn lại một thằng đấy chính là thằng định lý hàm số cos thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy dựa vào định lý hàm số cos đi tính góc cho cô nhá. Thì trước ở phần trước thì chúng ta mới sử dụng định lý hàm số cos để đi tìm cạnh thôi. Thì bây giờ mình sẽ dựa vào định lý hàm số cos đi tìm góc. Thì cô sẽ suy ra cho các em một cái công thức tổng quát như sau. Giả dụ bây giờ chúng ta có tính BC đúng không? Thì có phải là công thức của chúng ta là BC bình sẽ bằng là AB bình cộng AC bình trừ đi 2 lần AB nhân AC nhân với cos góc A không các em? Đấy, đúng không? Thì bây giờ từ cái công thức này chúng ta lại suy ra ngược lại cho cô. Bây giờ từ đấy chúng ta suy ra cos góc A sẽ bằng gì các em nhỉ? Cos góc A ở đây sẽ bằng gì? Đây, cos góc A ở đây. Thì cos góc A của cô sẽ bằng là cạnh BC này, là BC bình trừ đi, ở đây sẽ là BC bình trừ đi AB bình, đúng không? Trừ đi AC bình. Vậy là BC bình trừ AB bình trừ đi nhưng mà đây chia hai, vậy thì chúng ta sẽ sửa lại một chút nhá để cho nó đẹp một tí, sửa lại một chút cho nó đẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại vì ở đây chia cho âm 2, thế nên bây giờ cô sẽ sửa lại luôn thành là AB bình này cộng với AC bình này
trừ đi BC bình này. Đó, ok. Và tất cả chia cho hai thằng này là 2 lần AB nhân AC. Đấy, ok. Thì đây cũng gọi là định lý âm số cốt. Và về sau ấy, làm trong rất rất nhiều bài toán mà để định tính được góc khi biết ba cạnh thì chúng ta cũng sẽ sử dụng định lý âm số cốt như này các em nhá. Ok, và từ đây công thức này chúng ta sẽ suy ra bài toán này. Nào, bài toán này thì đầu tiên cô có được là cốt gốc A trước nhá các em nhá. Cốt gốc A trước. Nào, áp dụng vào công thức bên này cô đã viết rồi thì các em sẽ nhìn thấy luôn, hình dung ra luôn là cốt gốc A sẽ bằng là tổng bình phương hai cạnh xen giữa này, hai cạnh hai bên trừ đi cạnh đối diện này, bình phương này trên nó tích hai cái cạnh AB AC. Rồi, cũng không khó nhớ lắm. Đây áp dụng vào trong này. Cô có được cốt góc A sẽ bằng là B bình cộng C bình trừ đi A bình này trên cho tích ở đây là hai cạnh này là hai lần B nhân C. Đấy, thế vậy thì đây đến đây chúng ta hãy quy hết về ẩn A cho cô. Thì bây giờ B mà nãy cô đặt ở đây là 3 A căn 3 đúng không? Vậy thì bình phương lên nó sẽ là 3 A bình. Cộng C bình ở đây cộng đây sẽ là 4 A bình trừ A bình. Tất cả trên cho ở dưới này sẽ là hai lần B của cô là A căn 3, C của cô là 2A. Đó, ok. Như vậy thì bây giờ các em thử nhẩm ra xem là chúng ta có được là gì nào. Ở trên tử thì chúng ta có được ở đây sẽ là 6A bình đúng không các em? 6A bình. Đấy. Ở dưới mẫu thì chúng ta sẽ có được là 4 căn 3 A bình. Đó, sau đó các bạn có thể rút gọn đi. Rút gọn đi thì chúng ta sẽ có bằng, ở đây là bằng chia cả hai về cho 2, chia từ cả mẫu cho 2 này, mình sẽ có là 3 trên cho 2 căn 3 đúng không? Thì mình rút gọn đi, 3 trên 2 căn 3 sẽ bằng gì đây? 3 trên 2 căn 3 nó sẽ là căn 3 trên 2. Vậy đây cô sẽ có viết luôn là bằng căn 3 trên 2 nhá. Ok. Và bây giờ nếu góc cốt mà bằng căn 3 trên 2 thì chúng ta chỉ cần ấn cho cô là shift cốt của căn 3 trên 2 thôi. Thì cái này ở phần video trước cũng nói rồi này. Đấy, bạn nào quên có thể xem lại nhá. Thì từ đấy shift cốt của căn 3 trên 2 cô tính ra được ở đây là góc 30 độ. Từ đấy suy ra góc A đầu tiên chúng ta tìm được đấy chính là 30 độ. Rồi, xong một góc. Đấy, ok. Tiếp tục góc thứ hai nhá. Góc thứ hai là cốt góc B đi. Cốt góc B. Cốt góc B của cô sẽ bằng này, A bình cộng với C bình trừ đi B bình. Tất cả trên cho 2 lần A nhân C bằng A ở đây của cô là A thôi, mình dân được chuyển hết với A mà, đúng không? C ở đây là C bình ở đây là 4A bình trừ B bình ở đây là trừ đi 3A bình. Tất cả trên cho 2 lần A nhân C là nhân với 2A. Rồi, tôi gọn ra xem bằng bao nhiêu nhá. Thì ở đây cô có sẽ là trên tử nó sẽ là 2A bình. Đúng không? Chưa, trên tử nó sẽ là 2A bình. Dưới mẫu là 4A bình. Vậy thì sẽ rút gọn đi sẽ là bằng 1 phần 2. Rồi, và thế đấy chúng ta sẽ ấn tiếp tục ấn shift code của 1 phần 2. Các em ra được góc là góc 60 độ. Vậy thì từ đấy chúng ta có suy ra là góc B ở đây của chúng ta sẽ là 60 độ. Rồi, như vậy suy ra được góc thứ hai. Và một trong một tam giác mà chúng ta đã biết được hai góc rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ tính được góc còn lại thôi. Các em không cần phải tính bằng định lý âm số cốt nữa, đúng không? Mà chúng ta sẽ tính nốt cái thằng C bằng công thức, đấy chính là suy ra góc C ở đây sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A là trừ đi 30 độ, đúng không? Trừ đi góc B là trừ đi 60 độ. Và từ đấy ở đây cô ra được là 90 độ. Đấy, ok. Nhất trí không nhở? Thế từ đấy mình sẽ có ở đây góc C của mình sẽ bằng 90 độ. Đấy, ok. Và khi mà nó đã ra được 90 độ rồi thì chúng ta chợt nhận ra là nếu bài này bạn nào để ý một tẹo thôi thì ở đây nhá, các em để ý này. Cạnh A ở đây là cạnh A, cạnh B thì là A căn 3. Như vậy thì cạnh C là 2A đúng không? Thì chúng ta có thể để ý thấy, giả sử thôi, nếu bạn nào để ý được thì tốt, thì để ý thấy ở đây là gì nhỉ? A căn 3 tất cả bình cộng với A bình chính là bằng 2A tất cả bình không?
Đấy, như vậy nếu bạn nào để ý được thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn ra cái thằng này luôn. Và thằng này chính là thằng gì hả các em? Đây, chúng ta sẽ có là A căn 3 thì là B bình cộng với A bình, đúng không? Thì bằng ở đây là bằng C bình. Như vậy thì tam giác này là Pythagore đảo. Tìm ra luôn được một góc là góc 90 luôn, đúng không? Và vậy các em chỉ cần đi tính một thằng cos thôi, một thằng định lý hàm số cos thôi là sẽ được ra thằng còn lại luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể nhìn ra luôn được thì càng tốt. Còn không là chúng ta cứ tính định lý hàm số cos bình thường thế này nhá, cũng không khó lắm, giải bình thường thôi. Ok, như vậy thì câu hỏi số 4 xong. Bây giờ sang tiếp tục câu hỏi số 5 nhá. Rồi, tiếp tục sang này câu hỏi số 5 nào. Câu hỏi số 5 ở đây là một bài toán chứng minh. Chứng minh rằng là nếu ba góc trong tam giác ABC thỏa mãn cái hệ thức đấy chính là sin góc A bằng 2 lần sin góc B nhân với cả cos góc C thì tam giác ABC ở đây là cân. Rồi, ok, nào bây giờ chúng ta thử xét thử nhá. Chứng minh nào, chứng minh. Đầu tiên nhá, thì các em chúng ta thử phân tích thử xem là tất nhiên chúng ta để nếu để nguyên sin A, sin B, sin cos C thì chúng ta không thể nào giải được rồi. Chúng ta phải đưa vào các cái cạnh, đúng không? Để từ đấy chứng minh được là một hai trong ba cạnh của tam giác nó sẽ bằng nhau. Thì đầu tiên nó xuất hiện sin, xuất hiện cos thì chúng ta lại nhớ đến công thức của định lý hàm số sin, đúng không? Thì công thức định lý hàm số sin thì cô có được là A trên cho sin A bằng B trên cho sin B. Đó, và bằng ở đây là C trên cho sin C và bằng 2R. Đúng không nào các em? Thì từ đó thì chúng ta hãy có luôn là ở đây suy ra sin A ở đây của cô sẽ bằng sin A ở đây sẽ bằng 2 A trên cho 2R. Đấy, A trên cho 2R. Thế còn tương tự như vậy cô cũng có được là sin B ở đây sẽ bằng là B trên cho 2R, đúng không? Rồi, ok. Vậy thì từ đây mình sẽ thay vào trong cái phương trình này nhá. Thay vào cho cô. Nào bây giờ thay vào thì chúng ta có được là gì? À, nói nốt cái thằng cos C nữa nhỉ? Cos C nữa. Nói nốt cái thằng cos C nữa. Thì nãy chúng ta có nhắc đến cái công thức của định lý hàm số cos khi mà biết ba cạnh đi tính góc, đúng không? Thì cos C ở đây của cô sẽ bằng là A bình cộng B bình trừ C bình trên cho 2 lần AB, đúng không? Trên cho 2 lần AB. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình thử áp dụng vào xem sao nào. Đầu tiên, cô áp dụng cái thằng 2 sin A. À, sin A. Viết lại cái phương trình đấy nhá. Sin A bằng 2 lần sin B nhân với cả cos C. Cô có được như sau. Tương đương ở đây mình sẽ có thay vào. Sin A ở đây cô thay vào là A trên 2R. Đó. Thì bằng ở đây sẽ là 2 lần sin B. Ở đây của cô là B trên 2R. Đó, ok. Nhân với cả cos C. Cos C ở đây cũng có là A bình cộng B bình trừ C bình. Tất cả trên cho 2AB. Đấy, nó ra như thế này. Thì các em dễ dàng nhận ra là chúng ta sẽ có thể rút gọn được thằng 2R, 2R ở hai bên, đúng không? Thì R đấy không thể nào bằng 0 được rồi. Vậy thì chúng ta có thể rút gọn luôn hai thằng R ở hai bên luôn. Vậy thì từ đấy cô sẽ chuyển về sang nhá. Bây giờ mình có đây là 2B này. Đó, đúng không? 2B trên cho ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển về sang nào. Như vậy thì chúng ta có là tương đương A ở đây của cô sẽ bằng là 2B. 2B nhân với cả cái cụm này là A bình cộng với BC, B bình trừ C bình trên cho 2AB. Thì các em nhìn thấy là chúng ta lại có tiếp tục rút gọn được là B với thằng B ở dưới này. Hết, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ nhân chéo lên cho cô nhá. Nhân chéo lên thì 2 với 2 ở đây cũng hết này. Đó, nhân chéo lên còn A dưới mẫu thôi. Nhân với A ở trên này. Vậy sẽ còn lại là A bình bằng A bình cộng B bình trừ C bình. Đấy. Rồi, vậy từ đây thì chuyển vế sang, chuyển A sang là A bình trừ A bình sẽ là mất hết luôn. Và chỉ còn lại là B bình trừ C bình bằng 0 thôi. Đó, và từ đây tương đương hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là B của cô sẽ bằng C, đúng không? Và trường hợp thứ hai là B bằng trừ C.
Nhưng mà với trường hợp B bằng trừ C thì chúng ta sẽ có luôn là vô lý luôn đúng không nào? Vô lý. Tại vì cạnh thì làm sao mà âm được, đúng không? Nếu cạnh B dương thì thằng B ở đây B dương thì thằng C sẽ là âm. Vậy thì vô lý luôn, ngược lại cũng là vô lý. Như vậy thì từ đấy chúng ta chỉ rút ra là một thằng là chính là B bằng C thôi. Và từ đó suy ra vì B bằng C nên suy ra tam giác ABC ở đây sẽ là cân, đúng không? Và tam giác này cân thì chúng ta sẽ có mở ngoặc, điều phải chứng minh. Đó, ok, xong. Từ đó chứng minh được xong câu hỏi số 5. Rồi, tiếp tục sang này câu hỏi số 6 nào. Câu hỏi 6 ở đây vẫn là một câu hỏi chứng minh. Và đề bài cho tam giác ABC biết ba cạnh lần lượt ở đây là ABC, đúng không? Rồi, và đề bài yêu cầu đi chứng minh ý thứ nhất, đấy chính là A bình bằng B bình cộng C bình trừ đi 4 lần diện tích nhân với cả cotan của góc A. Ok. Rồi, chúng ta thấy cái công thức này có vẻ hơi sai sai nhỉ, đúng không? Bình thường chúng ta thấy là có A bình bằng B bình cộng C bình thì thấy quen rồi này. Đến đoạn này là vẫn là quen này. Còn cái đoạn sau này có vẻ hơi mới lạ đúng không nhỉ? Đấy, như vậy người ta yêu cầu đi chứng minh cái này đấy, xem con này có đúng không nhá. Nào, thế bây giờ dựa vào cái đoạn quen quen này của chúng ta là A bình thì bằng B bình cộng C bình trừ đi cái gì đấy. Thì chúng ta nghĩ ngay này, công thức gì nhỉ? Công thức gì quen quen ở đây? Đấy là định lý hàm số cốt để tính các cạnh, đúng không? Nào, bây giờ áp dụng định lý hàm số cốt. Có luôn là định lý hàm số cốt ở đây. Chúng ta có là A bình thì bằng là B bình cộng C bình trừ đi 2 lần B nhân C nhân với cả ở đây là cốt của góc A. Đúng không? Rồi, từ đấy thì mình sẽ có được là gì đây? Từ đây thì cô sẽ có được này. Nào, từ công thức này nhá, chúng ta chứng minh ra cái công thức này. Thì chúng ta sẽ có được đấy là A bình bằng B bình cộng C bình. Rồi, bây giờ cái đoạn này chúng ta phân tích thế nào đây? Thứ nhất, phân tích thế nào để ra được cotan A, đúng không nào? Ra được cotan A. Và thứ hai nữa là chúng ta phân tích thế nào để ra được diện tích. Đấy, thì mình thử nghĩ xem nào, là có công thức gì liên hệ giữa các cạnh và diện tích không? Có công thức gì liên hệ giữa các cạnh và diện tích không nhỉ? Nào, chúng ta sẽ nhám nháp ra đây một tí nhá. Công thức liên hệ giữa các cạnh với cả diện tích ấy, thì ngoài công ở đây có xuất hiện là tích BC này. Đó, thì bây giờ mình nghĩ đến công thức là công thức diện tích tam giác đi. Đấy, diện tích của tam giác ABC thì bằng là 1/2 tích hai cạnh nhân với cả góc xen giữa, sin góc xen giữa là sin góc A. Đấy, đúng không nào? Rồi, thì bây giờ mình sẽ viết cái công thức đấy ra. Khả năng là nó là công thức này đấy nhỉ? Khả năng là công thức này đấy. Thì bây giờ chúng ta có như sau. Đây là mình thử có, đây là có B nhân C rồi đúng không? Có B nhân C rồi. Vậy thì áp dụng vào công thức kia thì B nhân C ở đây của cô sẽ bằng là 2 nhỉ? Nhân với cả S, đó là ABC. Chia cho ở đây sẽ là 1/2 nhân với sin của góc A, đúng không? Áp dụng theo công thức kia, nhân với con thằng còn lại đấy chính là thằng cốt của A thôi. Và từ đấy thì chúng ta sẽ có được là A bình ở đây của mình sẽ bằng là B bình cộng C bình trừ đi. Các em có là 2 chia cho 1/2 thì ném 2 lên sẽ là 4, đúng không? Vậy là 4S. Trên cho ở đây sẽ bằng là cốt A trên cho sin A. À rồi, như vậy thì đến đây là ra rồi này các em, đúng không? Thì chúng ta phải có luôn là A bình bằng B bình cộng C bình trừ đi 4S. Cốt trên sin thì sẽ là cotan của góc A. Đó, ok. Như vậy thì đây chính là điều phải chứng minh nhá. Rồi, xong. Nào, bây giờ xem đến câu B nào. Câu B xem mà chứng minh như thế nào đây. A bình cộng B bình cộng C bình thì bằng là 4S nhân với cả cotan góc A cộng cotan góc B cộng cotan góc C. Như vậy thì các em nhìn thấy là khi mà chúng ta cộng ba cái này lại thì cảm giác thấy là nó chính là ba cái phương trình này cộng lại với nhau, đúng không? Lần lượt là phương trình A bình, B bình và C bình. Thế như vậy thì từ đấy thì chúng ta sẽ có tương tự, đúng không nào? Tương tự ý A. Tương tự. Thì mình sẽ có luôn đấy chính là A bình ở đây rồi, có rồi. Tương tự thì cô sẽ có được là B bình. B bình của mình sẽ bằng là A bình cộng với C bình
trừ đi 4S đúng không nào? Ở đây là A bình thì sẽ tương ứng với cả cotan ở góc A. Còn đây sẽ là B bình sẽ tương ứng với cả cotan của góc B nhá. Và chúng ta lại có là C bình ở đây sẽ bằng là A bình cộng B bình trừ 4S nhân với cả cotan của góc C. Ok. Vậy thì nếu gọi thằng này là thằng 1, hai cô gọi thằng này là thằng 1, thằng này là 2, thằng này là 3. Đó. Thế sau đó chúng ta sẽ có là cộng 1, 2, 3 lại với nhau. Cộng 2, cộng 3. Theo từng vế đúng không nào? Theo từng vế. Nào và từ đấy chúng ta sẽ có được gì luôn các em? Đây, vế thứ nhất là bên này là A bình này. Đúng không? Thì mình sẽ có suy ra A bình cộng B bình cộng C bình của cô sẽ bằng. Nào các em để ý thấy này, bên này là B bình cộng C bình, sau lại cộng tiếp với A bình cộng C bình cộng A bình cộng B bình nữa. Như vậy thì khi mà cộng như vậy thì nó sẽ ra được là thành là hai lần A bình đúng không? Cộng với B bình cộng với C bình. Đó. Và tương tự như vậy, chúng ta nhìn thấy là trừ 4S nhân cotan A. Đó, tương tự bên này là trừ 4S nhân cotan B, trừ 4S nhân cotan C. Vậy chúng ta rút được trừ 4S ra ngoài. Bên trong nó sẽ là cotan A cộng cotan B cộng với cotan C. Đó, ok. Và đến đây rồi, chuyển vế sang đúng không nào các em? Chuyển vế sang thì nó sẽ là trừ đúng không? Trừ với trừ, mất. Như vậy còn lại là A bình cộng B bình cộng C bình bằng 4 lần S nhân với cotan A cộng cotan B cộng với cotan C thôi. Đó, thế là xong rồi. Và mình nhìn thấy luôn, chuẩn, điều phải chứng minh. Đúng không? Điều phải chứng minh luôn. Ok, như vậy thì từ đấy chúng ta đã hoàn thành được xong câu hỏi số 6. Và bây giờ sang đến câu hỏi cuối cùng của video này nhá. Rồi, sang đến câu hỏi cuối cùng nào. Thì câu hỏi cuối cùng ở đây, cô cho một câu hơi khó khó một tẹo nhá. Cho tam giác ABC với ba cạnh. Ok, chúng ta đã biết rồi. Rồi, ở đây gọi HA, HB, HC lần lượt là các đường cao xuất phát từ đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C của tam giác. Và chúng ta có R nhỏ là bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Thế bài yêu cầu chúng ta chứng minh một cái phương trình, cái hệ thức đấy chính là 1 trên HA cộng 1 trên HB cộng với 1 trên HC thì bằng 1 trên R. À đấy, bài này nó khá là khoai đúng không? Tại vì thứ nhất là nó liên quan đến chiều cao ở đây, sẽ còn R bán kính nội tiếp nữa. Đấy. Thì chúng ta phải nghĩ xem là bây giờ chúng ta biến đổi từ vế nào đây. Với bài toán chứng minh thì một là chúng ta chọn một vế, biến đổi ra vế còn lại đúng không? Đấy, vế nào nhiều dữ kiện hơn chúng ta sẽ chọn. Hai là chúng ta biến đổi đồng thời cả hai vế cùng một lúc. Thì bây giờ chúng ta thử biến đổi một vế trước đi, xem nó ra được cái gì không. Thì đầu tiên là vế nhiều dữ kiện hơn, chắc chắn là cái vế dài dài rồi đúng không? Nó nhiều hơn thế này thì chắc là nhiều dữ kiện hơn. Bây giờ mỗi thằng 1 trên R nhỏ thôi, hơi khó đúng không nhỉ? Nào thì bây giờ từ cái HA, HB, HC ấy, thì các em nghĩ đến công thức gì không? Chúng ta có công thức gì liên hệ giữa HA, HB, HC không nhỉ? Chắc là có đấy. HA, HB, HC làm chúng ta liên tưởng đến công thức diện tích của tam giác. Đúng không? Diện tích của tam giác thì chính là bằng là 1 phần 2 A nhân với cả HA. Bằng 1 phần 2 B nhân với cả HB. Và tương tự như vậy là sẽ là bằng 1 phần 2 C nhân với HC. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được luôn HA của cô sẽ bằng gì nào. HA ở đây thì các em tưởng tượng đây, nó sẽ bằng là 2S trên cho A. Đấy đúng không? HB ở đây của cô sẽ bằng là HB ở đây sẽ bằng là 2S trên cho B. Và tương tự như vậy HC sẽ bằng là 2S trên cho C. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình cộng cái này lại nhá. Cộng cái này lại xem là bằng bằng gì. Thì từ đấy suy ra nốt sẽ là 1 trên HA nhá. 1 trên HA ở đây sẽ là A trên cho 2S này. Đó, 1 trên HB ở đây này sẽ bằng là B trên cho 2S. Và tương tự như vậy là 1 trên cho HC ở đây của cô sẽ bằng là C trên cho 2S. Ok, và bây giờ chúng ta cộng lại với nhau. Cộng hết lại thì chúng ta có là suy ra là 1 trên cho HA cộng 1 trên cho HB cộng 1 trên cho HC. Đúng không? Đây, chúng ta suy ra là đây vế trái bằng. Đó, chúng ta xét đây là vế trái, vế phải đây. Ok. Nào, vậy từ đến đây chúng ta thay vào nó sẽ là bằng gì đây các em? Chúng ta thay vào sẽ là A trên cho 2S này cộng với B trên cho 2S
cộng với C trên cho 2S. Thì từ đấy mình nhìn thấy là nó chung mẫu rồi, chúng ta có cộng hết tử lại với nhau. A cộng B cộng C trên cho 2 lần diện tích. Đấy, ok. Thì nếu các em để ý thấy thì chúng ta có được là bây giờ cô sẽ tách cái A cộng B cộng C ra. A cộng B cộng C trên cho 2S ra. Được chưa? Nhân với cả trên 2 ra, có nhân với 1 phần S ra ngoài. Thì chúng ta thấy là tổng ba cạnh chia 2 nó chính là nửa chu vi, có nghĩa đây là P, đúng không nào? Vậy đây là P. Và P nhân với 1 phần S là P chia S. Đó. Mà ở đây chúng ta lại có công thức gì nhỉ? Liên quan đến giữa diện tích với cả nửa chu vi đây, P và S đây. Thì chúng ta có một công thức, đấy chính là S ở đây của cô sẽ bằng là P nhỏ nhân với R nhỏ. Đúng không? Và từ đấy thì mình sẽ rút gọn hết đi. Và đây nó sẽ là bằng 1 trên R nhỏ. Và thằng này chính là vế phải của chúng ta luôn. Và khi đã có được bằng vế phải thì chúng ta sẽ có luôn là điều phải chứng minh. Phải không các em? Đấy, xong. Ok, như vậy thì một bài khá là khó đúng không nhỉ? Theo cô thêm một bài khó rồi. Các bạn nào làm được thì sẽ rất là tốt, rất là giỏi đấy. Tại vì bài này thì hiếm bạn nào mà có thể phân tích được tuần tự như thế này. Thì các bạn đang nhìn cái phương trình này, các bạn không biết bắt đầu từ đâu rồi. Nên là cố gắng cứ nhìn thử thôi. Và quan trọng nhất là trong cái chương này ấy, là chúng ta phải thuộc được công thức. Vì một khi các em thuộc công thức thì các em mới có thể nghĩ trong đầu mình là mình sẽ áp dụng công thức nào vào bài nào nhá. Như vậy thì cô hy vọng là sau video này chúng ta có thể nắm được hết các công thức cần nhớ trong chương và có thể thành thạo làm được các bài toán đi tính các yếu tố trong tam giác. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến ví dụ số 3 nhá. Thì đây là ví dụ cuối cùng với dạng bài là chứng minh biểu thức này. Thì tất nhiên là bài cuối cùng, để câu chốt, cô sẽ cho một bài nó hơi khoai một tí. Đấy, các bạn có thể dừng video lại, thử viết nháp cho xem là chúng ta có chứng minh được không nhá. Bài toán này nó cũng không quá là khó đâu. Nếu mà các em kiên trì một chút, tinh ra một chút, tinh ý một chút thôi thì chúng ta có thể nhìn thấy luôn. Nào, bây giờ bài này chứng minh là biểu thức này không phụ thuộc vào x. Có nghĩa là cái biểu thức này nó sẽ bằng cái hằng số nào đấy, đúng không nào? Mất hết hoàn toàn x luôn, chỉ còn bằng cái hằng số thôi. Thì mới đầu nhìn thì chúng ta thấy là số nó rất là to. Nào, toàn mũ 4, mũ 2 này, đúng không? Xong rồi các hệ số của nó nữa. Thì bây giờ bài này chúng ta sẽ phân tích thế nào? Đây, bài này còn có chứa ở căn nữa cơ. Đấy, thì cái phương pháp để chúng ta phân tích này. Với những bài mà chứng minh mà biểu thức không phụ thuộc vào x ấy, không phụ thuộc vào x như này này, thì các em hãy cố gắng làm sao ở mỗi một cái phương trình, mỗi cụm phương trình này này, chúng ta phân tích hết về một ẩn giống nhau thôi. Tức là ẩn là ẩn x rồi. Nhưng mà ý của cô là ẩn giống nhau ở đây có nghĩa là gì? Các em nhìn thấy này, ở đây có hai thằng cốt, một thằng sin. Vậy chúng ta sẽ đưa cái thằng sin này về cốt ở trên nào. Tương tự ở đây cũng thế, có sin đúng không? Nhưng lại đơn côi một thằng cốt, vậy thì phải đưa thằng cốt này về sin. Thì từ đấy chúng ta sẽ rút gọn dần đi cho nhau được nhá. Nào, bây giờ thử phân tích thử cùng cô xem nào. Đầu tiên là chúng ta có căn này. Sin mũ 4 x thì như vừa nãy cô nói là chúng ta sẽ phân tích về thằng là 1 trừ đi ở đây là cốt bình x. Đó, 1 trừ cốt bình x thì là sin bình x, nhưng mà đây là sin mũ 4 x, vậy chúng ta phải bình phương thêm ở ngoài. Cộng với 6 lần cốt bình x cộng với 3 lần cốt mũ 4 x. Ok. Rồi, cộng tiếp nhá. Căn bên này cũng thế, cốt mũ 4x cô phân tích về thành là 1 trừ đi sin bình x tất cả bình cộng với 6 sin bình x cộng với 3 lần sin mũ 4x. Ok. Thế sau đấy thì các em hãy khai triển hết ra cho cô xem là nó ra được là gì nhá. Khai triển hết ra. Nào, khai triển hết ra nó sẽ là 1 trừ đi 2 lần cốt bình x cộng với cốt mũ 4x cộng với 6 lần cốt bình x cộng 3 cốt 4 giữ nguyên. Ok. Cộng với căn thằng này cũng khai triển ra là 1 trừ đi ở đây là 2 lần sin bình x cộng với sin mũ 4x cộng 6 lần sin bình x 3 lần sin mũ 4 đấy. Rồi, bây giờ mình xem nhá. Rút gọn được lại xem nó ra được gì không.
Chúng ta nhìn thấy này, cốt mũ 4 này, cộng 3 cốt mũ 4 là 4 lần cốt mũ 4 đúng không? Tiếp tục trừ 2 cốt bình cộng 6 cốt bình là cộng 14 cốt bình. Đấy, cộng 4 cốt bình. Đây là cộng với 1 còn lại. À đấy, đẹp mà đúng không? Đã đẹp đấy, có khả năng đấy, có khả năng là ra đấy. Nào, vậy tiếp tục. Đây sẽ là tương tự 4 sin 4 trừ 2 cộng 6 sin bình là cộng 14 sin bình. Và cuối cùng là cộng với 1. Đấy, ok. Rồi mình sẽ có luôn căn bậc 2. Nào, mình nhìn thấy này, quan sát thấy ở đây là 4 cốt mũ 4x thì tức là 2 lần cốt bình x tất cả bình. Và đây cộng với 4 lần cốt bình x cộng 1 thì đây chính là hàng đẳng thức của cô luôn, đúng không? Và hàng thức ở đây sẽ là 2 lần cốt bình x cộng 1 tất cả bình. Đó, các bạn nhìn này có hàng thức không nhỉ? Đây sẽ là 4 lần cốt mũ 4 này cộng với cả 4 cốt bình này. Đấy, cộng với 1. Đấy, và tương tự bên này, đây cũng sẽ là hàng đẳng thức 2 lần sin bình x cộng 1 tất cả bình. Ok. Và khi nó đưa về hàng thức rồi, có bình phương, có căn đúng không? Vậy thì khi đấy chúng ta sẽ mất cả bình phương và mất cả căn luôn. Mất hết. Tại vì ở đây chúng ta bình thường có chỉ đến đối, nhưng mà đây bình phương mà cộng 1 rồi, vậy thì luôn dương rồi. Chúng ta có thể phá luôn ra thành là 2 cốt bình x cộng 1 luôn. Ok. Rồi và cộng với hàng này bên này sẽ cũng có thể là phá luôn ra là cả 2 sin bình x cộng 1. Thế còn nếu cái bên trong mà chưa dương ấy thì chúng ta phải trị tuyệt đối nhá các em nhá. Rồi, ok, nào xem nào. Đến đây thì các em nhìn thấy là 2 với 2, 2 cái này ghép lại với nhau rút 2 ra ngoài. Bên trong nó sẽ là sin bình x cộng với cos bình x. Đúng không? Cộng 1 cộng 1 là cộng 2. Đấy, và chúng ta có luôn sin bình cộng cos bình thì chính là bằng 1 rồi. Vậy 2 cộng 2 đáp án sẽ là 4. Đúng không? Và 4 ở đây thì chúng ta lại ký hiệu ở đây sẽ là bằng con sư tử. Đúng không? Đây ký hiệu nó chính là hằng số. Đấy, mình còn hay đọc vui vui là con sư tử đấy. Đấy thì khi đấy chúng ta sẽ có được điều phải chứng minh luôn. Được chưa nào? Và các bạn sẽ kết luận là cô cuối cùng là chính là vậy. Biểu thức xong không phụ thuộc vào x. Đấy, thì từ đấy chúng ta đã chứng minh được xong ví dụ số 3 rồi. Cũng không khó lắm đúng không? Các bạn có thể làm thử trước xem là mình có làm được không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến dạng bài cuối cùng. Rồi, bây giờ sang đến dạng bài cuối cùng. Thì cái dạng bài này cũng là một dạng bài cực kỳ quan trọng. Và chắc chắn là trong thi cuối kỳ của các em sẽ có cái dạng bài này nhá. Nên chúng ta cần phải lưu ý. Đó chính là dạng bài là xác định giá trị của biểu thức lượng giác có điều kiện. Phương pháp giải của chúng ta thì vẫn là sử dụng cái giá trị lượng giác này, hệ thức lượng này và hàng đẳng thức thôi. Vẫn là những cái yếu tố mà chúng ta đã học giống như ở phần trước. Nhưng mà dạng bài thì nó sẽ cho khác một tẹo. Ví dụ của chúng ta như sau. Ví dụ 1 này, cô cho các em ý đầu tiên để chính là cho giá trị lượng giác là sin alpha bằng 1/3. Đấy, đây là cho giá trị lượng giác này. Và cho các điều kiện này là alpha ở đây là góc từ 90 độ đến 180 độ. Thế thì từ đấy thì chúng ta sẽ phải đi tìm những cái yếu tố lượng giác còn lại. Đấy là chúng ta phải đi tìm cos này, đi tìm tan này. Đấy, thì đây chính là dạng bài cuối cùng là cho một giá trị lượng giác, đi tìm cái giá trị lượng giác còn lại đấy. Thì bây giờ chúng ta tìm như thế nào đây? Thì trước khi tìm, cô lại nhắc lại cho các em những cái công thức mà chúng ta sẽ áp dụng trong cái phần này nhá. Đây, cô sẽ nhắc lại ở đây. Chúng ta có một vài công thức cần nhớ. Đầu tiên là sin bình x cộng cos bình x bằng 1. Đấy, công thức đầu tiên chúng ta áp dụng này. Công thức thứ hai chúng ta áp dụng đấy chính là 1 cộng với tan bình x bằng 1 trên cho cos bình x. Đấy, trong cái bài giảng này không biết là chúng ta nhắc lại công thức này rất nhiều lần rồi đúng không? Đấy, hy vọng là sau cái bài giảng này các em xem xong các em sẽ thuộc lào lào luôn. Đúng không nhỉ? Nhắc lại không trên dưới 5 lần rồi. Ok, thì đấy là những công thức mà chúng ta sẽ áp dụng này. Bây giờ chúng ta dựa vào những công thức này bắt đầu đi phân tích nhá. Thì a. Nào, bây giờ cho sin alpha 1/3 góc 90 độ bé n alpha, bé n 180. Bây giờ sử dụng yếu tố gì để đi tìm cos đây? Cosin mà đi tìm cos, nghĩ ngay đến công thức là sin bình cộng cos bình bằng 1. Đấy, về từ đây chúng ta sẽ có luôn này. Ở đây cos bình alpha của cô sẽ bằng là 1 trừ đi sin bình alpha. Và mình sẽ có luôn là 1 trừ đi 1/3
tất cả bình 1/9, như vậy ở đây sẽ là 8/9. Ok, đâu rồi. Thế nhưng mà thì nó sẽ dẫn đến hai trường hợp. Một là cos alpha của cô nó sẽ là căn của 8/9. Hai, nó sẽ là bằng trừ căn của 8/9. Vậy thì làm thế nào biết được là cos ở đây của cô là âm hay dương? Thì khi đấy chúng ta lại phải học thêm một cái yếu tố nữa. Học thêm một cái phần nữa. Đây, cô sẽ viết ở đây nhá. Đây, cô sẽ viết ở đây. Chúng ta lại cần phải có thêm một cái phần nữa. Đấy chính là chúng ta sẽ dựa vào cho cô là vòng tròn lượng giác đi. Ở cái vòng tròn lượng giác, chúng ta lại vẽ một cái vòng tròn lượng giác giống như lúc đầu chúng ta làm ra. Đấy, đây. Thì như lúc đầu chúng ta nói chuyện với nhau đúng không? Thì chúng ta thấy được là cái thằng trục hoành ấy, đấy chính là thằng cốt. Hoành ở đây của cô chính là cốt. Đây, hoành của cô chính là cốt. Tung của cô ở đây chính là sin. Được chưa? Hoành là cốt và tung là sin đúng không? Thì khi đấy ở đây cô có góc là từ 90 độ. Đây nó chính là vị trí này, 90 độ. Đến 180 độ đây. Như vậy thì góc của cô nó chính là vị trí này. Đó. Vậy thì các em nhìn nhá, khi mà góc từ 90 đến 180 ấy, thì khi đấy bất kể mọi điểm nào ở trên cái chỗ đường tròn lượng giác này, thì cái này đều ứng với cả là sin, cái trục sin này của cô sẽ là dương, thì là không này. Đấy, vậy sin ở đây chắc chắn là sẽ dương rồi, đúng không? Nhưng mà tất cả bất kỳ điểm nào trên cái vòng tròn lượng giác ở đây thì chúng ta nhìn thấy là cốt ở đây sẽ làm sao, đều âm hết, đúng không? Và vì đây là phần tư thứ nhất này, phần tư thứ hai này, thì các em cứ nhớ là góc phần tư thứ hai ở đây cốt sẽ âm và sin sẽ dương. Đó, và tương tự với các phần tư còn lại chúng ta cũng vẫn giống như vậy thôi. Chúng ta sẽ xét được xét dấu được sin và cốt. Rồi, và bây giờ mình sẽ có từ đây chúng ta mình sẽ giải thích như sau này. Mình sẽ có là vì 90 độ bé hơn alpha và bé hơn 180 độ. Nên từ đây suy ra cốt alpha của cô. Đây vừa chúng ta vừa xét đúng không? Nằm trong cái góc phần tư này thì cốt của cô sẽ âm. Vậy cốt ở đây sẽ bằng là trừ căn 8/9. Nó sẽ bằng là trừ 2 căn 2 trên 3. Ok, trừ 2 căn 2 trên 3. Và từ đấy thì cô sẽ đi tìm ra được tan thôi. Thì tan x ở đây của cô sẽ bằng này. Đề bài yêu cầu là đi tính tan x đúng không? Đây, đề bài yêu cầu đi tính tan x, tan alpha. Thì tan alpha thì là sin alpha trên cos alpha. Và sin thì chúng ta biết rồi, cos chúng ta cũng đã tính được rồi. Vậy chúng ta chỉ việc lắp số vào thôi. Sin là 1/3. Cho nên cos ở đây là âm 2 căn 2 trên 3. Đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ rút gọn đi sẽ là trừ 1 trên cho 2 căn 2. Đấy, thì đây chính là góc sin của chúng ta. À, góc tan của chúng ta. Như vậy thì hoàn thành được xong câu A. Nhá, hoàn thành xong câu A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu B và câu C. Rồi bây giờ chúng ta sang đến câu B. Câu B đề bài cho cos và đi yêu cầu đi tính sin và cotan. thì bài này chắc là sẽ vẫn lấy là alpha ở đây là từ góc 90 đến góc 180 độ đấy. Nhưng mà cô sẽ cho khác đi một tẹo cho chúng ta còn xét các góc phần tư khác. Đây cô mở ngoặc nhá. Là alpha ở đây của cô sẽ là từ pi trên 2 nhỏ hơn alpha, nhỏ hơn 3 pi trên 2. Đấy, đây điều kiện của câu 2. Được chưa? Nào. Bây giờ chúng ta xét nhá. Là mình lại vẽ cái vòng tròn lượng giác ra đã nhỉ. Đây, lại vẽ cái vòng tròn lượng giác ra. Đó. Cái vòng tròn lượng giác này đi thi chúng ta có thể vẽ bài kiểm tra cũng được, vẽ ra nháp thôi cũng được. Đây là cốt, đây là sin. Nào, bây giờ xem nhá. Pi trên 2 nó sẽ là vị trí này. Pi trên 2. Thế thì nó vẫn giống pi trên 2. Thôi rồi, lấy vị trí này đi. Cốt. Thế thì chúng ta sẽ đổi một chút thành là pi đến 3 pi trên 2 nhé. Pi đến 3 pi trên 2. Đấy, cho nó đây. Đấy, đây là pi trên 2 này. Đây sẽ là pi này, đúng không? Và đây sẽ là 3 pi trên 2. Ok. Thì ở đây các em nhìn thấy là từ pi đến 3 pi trên 2 nó chính là góc phần tư này. Đây là chính là toàn bộ góc phần tư này. Đó. Vậy thì với góc phần tư này thì ở đây cô sẽ nhìn thấy là sin của cô sẽ âm và cốt ở đây của cô cũng sẽ âm luôn. Cốt âm, sin âm, đúng không?
Nào bây giờ mình cùng xét nào. Biết cos đi tính sin thì câu B chúng ta lại tiếp tục sử dụng là sin bình x, sin bình alpha cộng cos bình alpha thì bằng 1. Và từ đấy thì mình sẽ suy ra được là sin bình alpha ở đây của cô sẽ bằng 1 trừ đi cos bình alpha. Cos alpha là trừ 2/3. Vậy thì đây sẽ là bình phương lên. Đúng không? Ở đây nó sẽ là 4/9 đúng không? Vậy thì rút gọn đi sẽ là 5/9. Đấy. Thế sau đó chúng ta giải thích là vì pi bé hơn alpha và bé hơn 3π/2. Như vậy từ đấy suy ra sin alpha ở đây của cô sẽ bé hơn 0. Sin alpha bé hơn 0. Và từ đó thì suy ra sin alpha ở đây sẽ bằng trừ căn 5/9. Và sẽ bằng là trừ căn 5/3. Đấy, ok. Và từ đấy chúng ta sẽ tính được cotan. Cotan alpha thì chúng ta lại tương tự thôi, lại là cos alpha trên cho sin alpha. Đúng không? Cos trên sin thì cos chúng ta có được là kia rồi, trừ 2/3. Thế còn sin ở đây của chúng ta tính ở bên này sẽ là trừ căn 5/3. Và chúng ta có được luôn cotan của mình sẽ là 2/5. Đấy, ok, xong luôn cotan, đúng không? Ở đây là sin. Đấy, ok, như vậy xong luôn hai yếu tố, đúng không nào? Đây, mình làm luôn câu C nhá. Mình làm luôn câu C. Câu C ở đây thì đề bài cho chúng ta là tan thôi. Tan alpha. Cho duy nhất là tan alpha thôi, là bằng trừ 2/2 thôi. Đề bài yêu cầu đi tính những giá trị lượng giác còn lại. Thì những cái giá trị lượng giác còn lại ở đây của chúng ta ấy là bao gồm có sin, có cos và có cotan. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tính lần lượt. Nào các em nhìn thấy ở đây có tan đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dàn sử dụng công thức là 1 cộng tan bình thì bằng 1 trên cho cos bình. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tìm được cos luôn. Thì với bài này cô sẽ cho điều kiện. Điều kiện ở đây sẽ là 3π/2 bé hơn alpha và bé hơn 2π. Đây, cho điều kiện như này nhá. Nào bây giờ với điều kiện đấy thì chúng ta giải quyết bài toán này như thế nào đây? Từ đây thì đầu tiên cô suy ra cotan luôn nhé, cho nó dễ. Cái gì dễ chúng ta làm trước. Cotan thì sẽ bằng 1 trên tan, sẽ là trừ 1 trên cho 2/2 thôi. Đấy, ok. Rồi, sau đó bắt đầu đi tính cos bình. Mình có được là ở đây cos bình alpha. Nếu áp dụng theo công thức này thì cô có được là 1 trên cho 1 cộng với tan bình alpha. Đúng không? Và mình sẽ có được là 1 trên cho này, 1 cộng với đây là trừ 2/2. Trừ 2/2. Tất cả bình. Đúng không? Bằng. Nào bây giờ mình sẽ có xem là 1 trên cho 1 đây là 1/9. 2/2 bình là 8, vậy đây sẽ là 1/9. Đó. Thế sau đó chúng ta sẽ giải thích là ở đây là vì đề bài cho là 3π/2 bé hơn alpha và bé hơn 2π. Đấy, thế chính vì cái này nên từ đấy chúng ta sẽ có. Nào bây giờ mình xác định xem là góc phần tư của mình nó ở đoạn nào nhá. Góc phần tư của mình là 3π/2 này đến 2π. 2π nó sẽ ở đây. Đây cũng vừa là 0. Đây đi một vòng 2π, em thấy một vòng pi này, một vòng pi nữa là 2π. Vậy thì cái góc phần tư của chúng ta sẽ đây. Đó. Vậy thì nếu góc phần tư ở đây chúng ta thấy là cos của chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Dương, đúng không? Cos dương. Vậy từ đây suy ra, đây cos alpha lớn hơn 0. Và suy ra cos alpha ở đây của cô sẽ bằng cos alpha ở đây sẽ bằng là căn bậc 2 của 1/9 sẽ bằng 1/3. Đấy, ok, như vậy mình đã tính được ra cos alpha rồi. Và để tính được nốt sin ấy thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta có tan, có cos rồi. Chúng ta có thể suy ra ở đây sẽ là suy ra sin alpha trên cho cos alpha. Thì mình sẽ nhân luôn nhá. Sin alpha ở đây sẽ bằng là cos alpha nhân với tan alpha luôn. Và chúng ta có cos alpha của cô là 1/3 nhân với tan của chúng ta là trừ 2/2. Vậy đáp án ở đây sẽ là bằng trừ 2/2. Chúng ta cô hết bảng mất. Trừ 2/2 trên 3. Đấy, thì đây chính là sin.
Ok, thôi cũng khổ ra luôn, không khó lắm đâu. Nó chỉ đơn giản sử dụng những công thức này thôi. Và cái quan trọng nhất của dạng bài này ấy là chúng ta phải xác định được cái giá trị dấu của sigma cos trên cái vòng tròn lượng giác. Tức là chúng ta phải đọc được cái vòng tròn lượng giác này thì tất cả các bài toán chúng ta đều làm được hết, mà chúng ta không cần phải học thuộc dấu của sin của cos khi nằm ở góc phần tư nào nhá. Nhìn thẳng vào vòng tròn lượng giác và xét thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sang đến phần nhá, tiếp nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta lại sang đến ví dụ cuối cùng của dạng bài này nhá. Thì với dạng bài về ví dụ này của dạng bài là cho một giá trị lượng giác, đây cho một giá trị lượng giác và điều kiện của góc lượng giác đó, thì ở đây không phải là tính giá trị lượng giác còn lại nữa, mà chúng ta sẽ đi tính một cái giá trị của một biểu thức. Đấy, đây ví dụ như là biểu thức A hay biểu thức B ở đây. Thì để tính được giá trị biểu thức ấy thì các em có rất là nhiều cách, có hai cách để làm. Các bạn có thể một là chúng ta có thể là làm giống như ví dụ trên, từ cos có từ điều kiện, các em sẽ suy ra được cos, suy ra được sin này, suy ra được tan, suy ra được cotan, tức là suy ra được những cái giá trị lượng giác còn lại, đúng không? Và từ đấy mình thay vào đây, thay tan và cotan vào là chúng ta cũng tính ra được này. Đấy, thì đấy là cách thứ nhất. Đấy, tương tự với câu B cũng thế, là chúng ta có tan rồi đúng không? Là chúng ta cũng sẽ suy ra được sin và cos. Đấy, xong rồi chúng ta lại thay sin cos vào đây là cũng ra được luôn. Thì đấy là cách thứ nhất. Thì cách thứ nhất là chúng ta đã luyện tập ở ví dụ số 1 rồi, nên là cô sẽ không hướng dẫn cách thứ nhất nữa, mà các em sẽ tự thực hiện, tự làm thử ở cô cách thứ nhất xem nó có ra đáp án giống như cô làm cách thứ hai không nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng đi làm cách thứ hai. Bài giải. Bài giải này, cách hai ở đây của cô chính là chúng ta sẽ, cô sẽ phân tích cái biểu thức A trước, xét cái biểu thức A trước. Biểu thức A ở đây là tan alpha cộng với 3 lần cotan alpha trên cho tan alpha. Thế nhưng mà tuy nhiên này, cách số 2 này đôi lúc nó sẽ khó hơn cách số 1. Tại vì với một cái phương trình nó quá phức tạp, đây, ví dụ như phương trình câu B chẳng hạn, chúng ta nhìn trông nó phức tạp đúng không? Nhìn rất phức tạp. Thế vậy nhiều bạn không thể nào nghĩ được ra để cách để chúng ta phân tích được. Thì khi đấy chúng ta cứ thoải mái làm cách số 1 thôi, không vấn đề gì cả nhá. Đây là cô giới thiệu thêm cho các em thêm một cách. Thì với bài này chúng ta sẽ biến đổi hết đi, biến đổi đi, đưa về hết một ẩn là ẩn tan đi. Vậy thì mình sẽ có được là tan x này, tan pha cộng với 3 cotan alpha sẽ là 3 chia cho tan alpha, đúng không? Đấy, trên cho tan alpha cộng với 1 trên cho tan alpha. Rồi, và bây giờ mình sẽ quy đồng lên. Cô có được là tan bình alpha cộng 3 trên cho tan alpha giải mẫu. Đấy, và tất cả chia cho, ở đây cũng quy đồng lên, tan alpha cộng 1, tan bình alpha cộng 1 chia cho tan alpha. Thì các em thấy là chia tan alpha mất hết đúng không? Và bây giờ phương trình này của cô sẽ chỉ còn lại là tan bình alpha cộng 1 và cộng với 3 thôi, trên cho, ở đây là tan bình alpha cộng 1. Đó, ok. Thế vậy tại sao cô lại phân tích ra như thế này? Phân tích ra này xong rồi chúng ta sẽ làm thế nào nữa? Thì bây giờ từ cái phương trình có chứa tan bình như này, cô làm thế nào để tạo ra được cái thằng cos alpha là 4/3, cô sẽ lắp vào nhá. Thì chúng ta lại nhớ đến cái biểu thức mối quan hệ giữa công thức giữa tan và cos, đấy chính là 1 cộng tan bình thì bằng 1 trên cho cos bình, đúng không? Vậy thì mình phân tích cái thằng này sẽ trở thành là tan bình x cộng 1 cộng 2. Đó, xong rồi trên cho tan bình x cộng 1 tan bình alpha. Alpha. Đấy. Và bây giờ mình sẽ phân tích ra lên trên này. Đó, đây sẽ bằng này. Ở đây cô sẽ có là bằng tan bình x, tan bình alpha cộng 1 sẽ là 1 trên cho cos bình alpha cộng 2. Và dưới mẫu cũng là 1 trên cho cos bình alpha luôn. Và đến đây chúng ta chỉ việc thay cos alpha vào thôi, đúng không? Vậy cô có được là 1 trên cho cos bình alpha. Thì chúng ta lại quy đồng trước cũng được, quy đồng lên cũng được, thay thẳng vào luôn cũng được. Mình cứ thử quy đồng cho nó rút gọn bớt đi nhá, thay vào cho nó dễ. Thì chúng ta sẽ có được là 1 cộng với 2 cos bình alpha trên cho 1. Đấy, gọi nó chỉ còn lại là 1
cộng với hai cốt bình alpha thôi. Rút gọn hết cốt bình rồi. Và bây giờ mình sẽ thoải mái thay vào thôi. Là 1 cộng với 2 lần này. Cốt alpha thì là 4/3 đúng không? Vậy là 4/3 tất cả bình. Đấy, thế thôi. Nào bây giờ tính lên bằng bao nhiêu nào? Đây cô có được là 1 cộng với 2 nhân với cả 4/3 tất cả bình là 16/9 đúng không? Vậy đáp án đây sẽ là 41/9. Đó. Ok. Đấy, như vậy thì câu A cô đã hoàn thành xong rồi. Câu A cô sử dụng cách số 2 thì chúng ta sẽ phân tích cái biểu thức này trước, sau đó đưa về giá trị lượng giác mà mình đã biết là cốt để chúng ta thay vào, chúng ta tính ra giá trị biểu thức luôn. Ngoài ra chúng ta còn cách số 2, các em sẽ tự làm cách số 2 xem có đúng ra đáp án không nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái ví dụ cuối cùng, câu B. Thì câu B cô sẽ vẫn sẽ thực hiện theo cái phương án đấy, chính là chúng ta sẽ xét biểu thức là cách 2. Các bạn có thể xét theo cách 1 nhá. Tự xét theo cách 1 cho cô xem là có dùng đáp án cách 2 cô làm không nhá. Rồi. Chúng ta cũng có thể làm quen với cả cái cách 2 này. Vì trong một số bài chúng ta sẽ yêu cầu là rút gọn biểu thức. Thì cái bài đấy sẽ rất giúp ích cho chúng ta đấy. Nào bây giờ xem nào. Với một cái phân số biểu thức hàm phân thức mà có chứa cả sin cả cốt, thì ở đây nó chứa này, các em nhìn thấy chứa cả sin cả cốt không? Riêng biệt nhau đúng không? Thì khi đấy chúng ta nghĩ ngay đến cái phương án đấy, chính là chúng ta sẽ chia cả tử cả mẫu cho một cái hàm lượng giác nào đó nhá. Và bây giờ chia cái gì thì mình phải quan tâm đến cái đề bài cho. Đề bài cho là tan đúng không nào các em? Tan thì là sin trên cốt. Đấy, tất cả liên quan đến cốt ở dưới mẫu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phải chia cả tử cả mẫu cho cốt alpha. Nhưng mà đây là cốt alpha, cốt bình alpha, cốt mũ 3 alpha. Thì các em hãy nhớ này, chúng ta hãy chia cho cái cốt alpha với số mũ là số mũ lớn nhất của cả cái biểu thức này. Thì số mũ lớn nhất chính là số mũ 3, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho cốt mũ 3 alpha. Vậy sin alpha này trên cốt mũ 3 alpha này trừ cốt alpha này trên cho cốt mũ 3 alpha này. Đấy, và tất cả trên cho cô có được là sin mũ 3 alpha trên cho cốt alpha mũ 3 alpha cộng với 3 cốt mũ 3 trên cốt mũ 3 là hết rồi, còn 3 thôi. Và đây là cộng với 2 sin alpha trên cốt mũ 3 alpha. Rồi bây giờ phân tích ra nào các em. Sin alpha trên cốt mũ 3 alpha thì có phải là chúng ta sẽ phân tích ra được thành sin trên cốt không? Thì sin trên cốt thì chính là tan thôi, đúng không? Vậy còn lại cái thằng là 1 trên cốt bình thôi, alpha thôi. Trừ hay tương tự cũng thế, thì đây cô sẽ rút gọn đi, còn lại là 1 trên cho cốt bình alpha thôi. Và dưới mẫu của cô sẽ có này. Nào bây giờ xem là dưới mẫu nó biến thành gì. Sin mũ 3 alpha trên cốt mũ 3 alpha chỉ là tan mũ 3 alpha. Đấy, ok. Cộng với 3 lần này, cộng với 2 lần này, sin trên cốt mũ 3 thì cô vậy phân tích tiếp thành sin trên cốt nhân với 1 trên cốt bình. Mà sin trên cốt thì chính là tan alpha luôn. Nhân với 1 trên cốt bình alpha. Rồi, ok. Đấy, phương trình có vẻ khả thi rồi đấy. Thế bây giờ đến đây rồi thì chúng ta nhìn thấy này, chúng ta chỉ có mỗi yếu tố là tan thôi. Vậy phải đưa hết tất cả yếu tố ngoài tan ra, đưa về hết tan. Thì phải đưa 1 trên cốt bình, 1 trên cốt bình, 1 trên cốt bình về hết tan. Thì là áp dụng công thức thôi các em nhỉ. Chắc bạn nào cũng sẽ nhớ công thức rồi, đúng không? 1 trên cốt bình sẽ là tan bình alpha, alpha cộng với 1. Đấy, ok xong. Đấy, như vậy đây sẽ là, đây cũng là tan bình alpha cộng 1. Ok. Rồi khi đi thi thì các em nhớ nhá, chú ý là các bạn khi làm tập trung cao độ, chứ đừng ví dụ đề bài ở đây nó cho alpha mà mình lại viết cứ viết là x, hoặc là lúc mà viết x lúc mà viết alpha là hay bị trừ điểm lắm đấy nhá. Cố gắng là chúng ta tập trung vào, cứ quen tay là viết là x là thôi xong phim luôn rồi nhá, trừ điểm với cái đấy phí lắm. Nào đây, cộng nốt ở đây sẽ là 2 lần tan alpha nhân với tan bình alpha cộng 1. Rồi thì đoạn này chúng ta sẽ rút gọn ra, ở đây sẽ là tan mũ 3 alpha, ở đây sẽ là trừ đi tan bình alpha cộng với tan alpha trừ đi 1, đúng không? Rồi tất cả trên cho, ở đây cũng có được tan mũ 3 này cộng 3, 2 tan mũ 3 là 3 tan mũ 3 alpha cộng với 2 tan alpha cộng với 3. Đấy, ok. Ở đây chúng ta chỉ việc là thay cái thằng tan của đây
Chúng ta chỉ việc thay cái thằng tan của alpha ở đây là bằng căn 2 vào đây thôi. Thì cô sẽ có là căn 2 tất cả mũ 3 này trừ đi căn 2 bình này cộng với căn 2 trừ 1. Tất cả trên cho 3 lần căn 2 mũ 3 cộng với 2 căn 2 cộng với 3. Thì đến đây ấy, một vài máy tính ấy, khi mà mình ấn cái biểu thức này ra ấy, nó ra số thập phân rất là lẻ. Vậy thì để ra được số đẹp thì các em tính nhẩm nó cô nhá. Nào bây giờ mình sẽ có này, 2 căn 2 tất cả mũ 3 thì chính là 2 căn 2 đúng không? 2 căn 2 cộng căn 2 là 3 căn 2. Đó. Trừ 2 trừ 1 là trừ 3. Tất cả trên cho. Thằng này 2 căn 2 này, 6 căn 2 này cộng thằng này là 8 căn 2 cộng 3. Đó. Đấy thì rút gọn đến đây thôi, dừng lại ở đây rồi mà không thể rút gọn được nữa. Đây chính là đáp án của chúng ta. Thì các em nhớ là sau khi mà chúng ta rút gọn đây xong ấy thì các em nhập cái phương trình này vào máy tính, sau đó xem là xấp xỉ là bằng bao nhiêu, và chúng ta lại nhập cái này thằng này ra xấp xỉ bằng bao nhiêu, xem là chúng ta đã rút gọn đúng chưa, tính toán đúng chưa nhá, để đảm bảo rằng là kết quả của chúng ta là kết quả chính xác nhất. Đấy, thì vậy thì đây chính là cái ví dụ cuối cùng của chúng ta trong cái bài giảng này rồi. Và hy vọng là sau bài giảng này các em sẽ nắm được cho cô những công thức cơ bản nhất và cách làm những dạng bài mà cô đã đưa đến trong cái video này. Và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.